Chào mừng tất cả anh em đang quay trở lại bằng khai thác bình Red. Video này là tổng hợp lại cho những phản ứng của anh em trong cuộc bình chọn trước đó trên tab cộng đồng của mình. Sen đã tiếp cận Wano nhưng không muốn gặp lại Luffy trong một cuộc trò chuyện gần nhất. Nguyên nhân là gì thì chưa rõ, nhưng cuối chapter 1054 Sen nói rằng đã đến lúc bắt đầu đi tìm One Piece. Vậy hóa ra từ trước đến nay là trước nay sao, khúc nào thì anh em thử qua trong tab cộng đồng của mình để bình luận nha. Những bình luận hay mình sẽ hiển thị lên trên kênh YouTube của mình để vinh danh tất cả anh em. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau so sánh và xem xét phản ứng cuộc đụng độ giữa sức mạnh của ông Chu San và rào chắn siêu cấp vô địch của Bartolomeo xem thế nào nha. 5.000 anh em thẳng tiến nhé. Cột mốc tiếp theo của băng bình Red, let's go anh em ơi. Bài đăng trên tab cộng đồng của mình trước đó cũng đã nhận được 693 lượt bình chọn và trong đó có 28% anh em cho rằng Bartolomeo sẽ xong đời trước sức mạnh của ông Chu San. 55% anh em tin rằng rào chắn của trái quỷ Barry Barinomi là vô địch, không thể xuyên phá. 14% anh em lại nghĩ ông Chu San lấy cái giò trái của Bato, và 3% anh em muốn thể hiện sự bức xúc của mình về vụ này bằng cách bình luận. Và mình đã nhận được tổng cộng là 37 bình luận, hãy cùng xem nó như thế nào nha. Nhưng mà trước mắt mình sẽ đưa ra những dữ liệu cơ thể nhất để cho thấy được khái quát về sức mạnh của cả hai. Đầu tiên, hãy nói về ông chú Sừng Tóc Đỏ, người đang có mức tiền chi nã cao nhất lúc này khi mà hai tướng hoàng kỳ cựu thuộc thế hệ huyền thoại là Bích Mông và Kaido đã bị Siêu Tân Tinh đánh bại. Sừng có mức chi nã là 4.048.900.000 Berry, một con số khá ấn tượng và có phần lễ. Trong khi thằng cháu Luffy toàn là số chẵn. Và mỗi khi con số lễ này thì dường như nó đều có nguyên nhân theo cách chơi chữ của người Nhật hết đây này mà. Nghĩ là trong thời điểm hiện tại thì Sanji là hải tặc số má nhất, để đánh bại được Sanji thì là một chuyện hy hữu. Trừ khi cái thế lực liên minh hoặc một nhân vật khủng khiếp nào đó có sức mạnh tiềm ẩn như Râu Đen hay Luffy chơi thì Sanji mới rớt này. Bởi rất đơn giản, Râu Đen từng khiến cho Sanji bị một vết sẹo trên mắt. Dù không biết Râu Đen lúc đó có sức mạnh ra sao, nhưng giờ có thêm hai trái quỷ nữa thì không phải là chuyện đùa đâu. Còn Luffy thì miễn bàn, Haki cực mạnh. Mạnh nhất là Haki nhân vật chính, còn Oda nện cho trái quỷ truyền thuyết mang tên là Never Die luôn. Điều này cho thấy được Sanji có trình độ sức mạnh khá hoàn hảo để khắc chế được sức mạnh của trái quỷ, và điều đó chính là Haki. Đặc biệt nhất là Haki Bá Vương. Ánh mắt của Sanji phát ra sát lực cực lớn, chỉ cần bước đi trên thuyền cũng đã khiến cho mạng thuyền rạn nứt. Solo tay đôi với tướng hoàng rau trắng nhẹ nhẹ thôi cũng khiến cho trái đất rúng động. Cho thấy đâu đó lượng Haki phát ra và khả năng kiểm soát Haki của Sanji là cực điêu luyện. Phải nói rằng bậc nhất trong One Piece cùng với những hiện thoại như là Vua Tạc Goldie Roger. Một số thủy thủ đoàn mạnh mẽ của băng đầu trắng cũng ngất xỉu khi chứng kiến màn đi dạo của ông chú. Không thể tưởng tượng nổi kỹ năng của ông chú như thế nào nếu như áp chế Bartolomeo bằng Haki. Hắn có sợ tì ra quần hay không đây ta? Kèm theo đó là sức mạnh kiếm thuật của ông chú cực kỳ tuyệt vời. Cái gọi là 1910 với đời nhất kiếm sĩ mày hót. Trận chiến giữa họ là kinh thiên động địa. Nhưng cũng không thể xem thường được khiên trắng của Bartolomeo được. Lôi khiên này được tạo ra từ trái quỷ Barry Barinomi, được mệnh danh là nội bất xuất ngoại bất nhập, không thể bị phá vỡ. Trước đó trái quỷ này được ăn và sử dụng tại Wano bởi Kurozumi Semimaru, một hộ thần của Orochi trong thời điểm Oden quay trở lại Wano World. Chúng ta cũng thấy được khi Oden tức giận đến cung điện của hắn, hùng hổ trong cơn phẫn nộ dùng hai thanh kiếm báo của mình để tấn công Orochi, nhưng hoàn toàn vô dụng trước khả năng phòng thủ của trái bá đạo này. Oden là người sở hữu Haki Bá Vương cùng với trình độ kiếm thuật hoàn hảo, người có thể xuyên thủng qua lớp phòng thủ cứng cáp của Kaido, nhưng lại bất lực trước khiên của Barry Barinomi. Còn khi Bartolomeo sử dụng trái quỷ này tại đấu trường Corrida ở Dressrosa, thì hắn ta đã xoắn tay lại tạo thành đá trắng phòng thủ tuyệt đối, chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ nhất là King Bane của vua Elisabello đệ nhị. Cú đấm này được tích trữ năng lượng và được xem là có thể hạ gục một tứ hoàng đến như lãnh trực diện. Vậy mà khiên cũng không có vấn đề gì, chứng tỏ được hầu như không có thứ gì xuyên thủng qua được cả. Qua hai phân tích trên, anh em có thể thấy được thì cả hai đều có những thế mạnh riêng biệt. Sánh với sức mạnh tấn công tuyệt đối hoàn hảo, Bartolomeo với sức phòng thủ siêu hạng, ai sẽ thắng đây? Hãy cùng đến với nhận định của một số anh em trên bài bình chọn nha. Bình chọn được nhiều like nhất là 3 like. Thuộc về Story AK, ba la nhiều nhất cũng khá là khiêm tốn anh em nha. Mình nghĩ nếu như Bato thức tỉnh trái quỷ thì có thể chống đỡ được, vì trong phần hồi tưởng về Oden thì ông cũng không phá được khiên trắng, mặc dù ngang kèo với Kaido. Còn nếu như chưa thức tỉnh thì Sanji sẽ xin nhẹ một bộ phận nào đó dằn mặt và Kulu sẽ đến cứu. Một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời cho sự chống đỡ của Bartolomeo trước Sanji là thức tỉnh trái quỷ này. Barry Barinomi là một trái hệ Paramecia có thể tạo ra lá trắng bằng cách xoắn tay của mình lại. Vậy hình thức thức tỉnh của nó ra sao thì mới chống đỡ được Sanji đây? Đầu tiên thì khả năng hạn chế ảnh hưởng Haki Bá Vương của Bartolomeo phải tốt. Đủ tỉnh táo trước những cú trừng mắt của ông chú thì mới tính đến những chuyện còn lại, chứ mới vô mà headshot, còn đâu mà tính cái bước tiếp theo bây giờ. Điểm thứ hai là về khả năng khống chế. Dĩ nhiên lúc này chưa xét về sự thức tỉnh của trái Barry. Bartolomeo tạo được lá chắn trên mặt đất, song song trước mặt, hoặc là một quả cầu bao bọc lấy cơ thể bằng cách xoắn tay lại. Nghĩa là trong trường hợp 1-1, Sanji solo tay đôi với Bato thì hắn có thể chống đỡ được như cách mà Senmimaru đã chắn đòn tấn công của Oden giúp cho Orochi. Kỹ thuật kiếm của Sanji có thể cũng so sánh phần nào đó được tương đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với Oden trong giai đoạn hiện tại của anh ta. Nhưng mình tin chắc rằng Sanji không thể xuyên phá nội tấm rào trắng này theo một cách thông thường, là cứ dùng kiếm chém vào, cần phải sử dụng một sức mạnh khác tốt hơn. Điểm thứ ba, khả năng thức tỉnh là để làm gì từ những tấm khiên? Kiếm có thể biến những người sống thành 500 để hút những đòn tấn công của anh ta mạnh hơn, xuyên qua được lớp phòng thủ Haki. Đây là một khả năng thức tỉnh rất bá đạo,
đòi hỏi cần phải có chạm vào đối thủ. Ký thì có Haki ba vườn, sức mạnh và thể lực của anh ta rất tốt, đủ để va chạm thời xét với Big Mom, gây tổn thương nặng lên mụ. Hay là Lo, bút khả năng thức tỉnh vào các vật thể để phá vỡ khả năng của Haki, xuyên phá từ bên trong thông qua Karam được phủ bên trong kiếm. Đây là hai năng lực thức tỉnh của trái Paramecia. Ngoài ra còn có thể thấy được là Doflamingo hay là Katakuri tác động đến môi trường từ thức tỉnh. Và chứng tỏ được sự thức tỉnh này có thể tác động đến cả sinh vật sống lẫn môi trường. Nhưng dường như chỉ có chọn được một trong hai tùy theo tính chất của trái Paramecia này. Thì trái Paramecia là một trái phòng thủ, có thể những tấm khiên sẽ tác động đến môi trường để biến chúng thành khiên đỡ. Nhưng mà nó khá là vô dụng khi đối đầu với băng Gosan. Một người chống đỡ được chứ còn nghiêng băng tổng lực thì cái kiểu gì mà đỡ được. Hoặc cũng có thể là sự thức tỉnh này sẽ biến Bato thành lá chắn, bất khả xâm phạm bởi tác động từ bên ngoài. Vậy hắn ta là vô địch luôn rồi, còn ai xuyên qua nổi nữa. Nhưng mình vẫn không thể tin được một trái Paramecia đó lại thức tỉnh, mang năng lực dị hợm đến như thế và khiến cho Bato lên môi trở nên vô địch. Chỉ cần băng của Xanh mà phát hiện ra Bato thì coi như rào chắn đó có rào khắp cơ thể của hắn thì xong cũng chờ thời mà thôi. Còn băng tóc đỏ thì cắm trại ở đó, cho Bato Lomo biến thành bộ xương khô, chết vì đói, kiệt sức. Còn nếu mà giao tranh trên biển á, với sức mạnh của Xanh, hạm đội Bato dễ dàng bị đánh tan tác. Một là rơi xuống biển, hai là nợ mình cho Xanh hành hạ mà kêu lên Kimochi. Anh em nghĩ sao về khả năng thức tỉnh của Bato Lomo? Có hay không đây? Còn mình thì tin rằng không. Phản ứng thứ hai là của bạn Minh Thiên Lơi. Chắc Xanh sẽ lấy một bộ phận của lòng mời, sau đó Luffy đến cứu. Thế là hai chú cháu trao đổi Haki như rau trắng với Roger, sau đó ngồi xuống nói chuyện tiếp. Chắc Lù giờ đã ngang hàng của Xanh rồi mà vô nói chuyện với chú cháu cháu á, mất hết uy nghiêm. Nhờ lòng mời mà Xanh với Lù có dịp tỉ thí vợ chồng. Mình thấy phân tích nhờ có Bartolomeo mà Luffy gặp lại Xanh cũng rất hay. Ý tưởng này cũng khá hoàn hảo cho mâu thuẫn của cả hai nếu như Xanh muốn trở thành vua hải tặc. Bởi một khi đã tuyên bố trở thành đồng minh thì Luffy sẽ không bao giờ ngó lờ bỏ mặc đồng đội của mình gặp nguy hiểm được. Xanh là một hải tặc vĩ đại, cả Luffy hiện giờ cũng vậy. One Piece trước năm 1054, Xanh nói rằng đã đến lúc đoạt lấy One Piece. Vậy thì đoạt từ ai? Người đó là Luffy mũ rơm chứ ai nữa. Càng ngày càng hấp dẫn, còn việc tỷ thế nhẹ hay mạnh còn phải xem hành động của ông chú này như thế nào với thằng cháu cái đã. Trừng phạt Bato vì không tôn trọng uy nghiêm của ông chú thì được, chứ khử Bato luôn là tới công chuyện á. Bình luận tiếp theo của bạn Luân Nghiễn. Không chống nổi lại tóc đỏ đâu, bởi Kaido từng giết người sử dụng năng lực này rồi, nên tóc đỏ không làm gì được mới lạ, chỉ có Luffy mới cứu được lòng gà. Xí một tí nha, đính chính lại. Manga cho biết Kaido giết Higurashi, người đã ăn trái quỷ Mane Mane no Mi của Mr. Chou hay Bon Clay đang sở hữu, chứ không phải là Semimaru với trái Barimari no Mi nha. Chắc do ông chết là chết già thôi, chứ phát chéo tay mãi thì cũng kiệt sức. Tiếp tục là phản ứng từ bạn Long Nguyễn Văn. Rào trắng thì mạnh đấy, nhưng mà tuy nhiên thì không biết có giữ rào trắng như thế có bào mòn sức lực hay không, chứ mà không bào mòn sức lực có thì vô địch rồi. Tuyệt vời luôn anh em ạ, năng lực rào trắng tiêu tốn nhiều sinh lực và sức lực chứ. Nhưng Luffy kết hợp ghi còn hao hụt tuổi thọ, kiệt sức đến đủ cái kiểu mà. Lo tạo rum cũng trong giới hạn, mở rộng được hay không còn tùy vào thể lực của anh ta, càng giữ lâu thì càng đuối. Vậy nên Bato mà phòng thủ lâu thì cũng rụng nụ thôi, đúng thật là một phản ứng và phát hiện tuyệt vời. Bảo An Nghiễn cũng nói, trái rào trắng này có điểm yếu là chỉ tạo ra được khi sử dụng để tạo bức tường hay bén nguyệt, còn nếu hình tròn hay hình khối thì sẽ bị Xanh đá bay xuống biển như một quả bóng. Đúng thật là luôn có điểm yếu anh em ạ, vì trong vòng nhốt Gladius thì ở dưới mặt đất không có rào trắng. Dẫn trước mặt thì cũng chỉ là một bức tường, nhưng nếu dịch chuyển ra phía sau hoặc tấn công từ trên không thì chắc cũng dính đòn mà thôi. Tốc độ và Haki của Xanh đủ mạnh để khiến cho Bato gặp nguy hiểm khi mà giao tranh, luôn luôn là như thế rồi. Cấp độ của một tứ hoàng nó khác biệt hơn so với những khứ ớt ơ trong gia tộc Đông Quy Sóc. Vậy nên kiểu gì thì mình cũng tin rằng Xanh lụm nụ Bato Lomio nếu như muốn thôi, chứ còn không có cách nào khác để lòng mày đỡ được cả. Cái gì đây? Phúc Nghiễn. Haki Xanh cấp mạnh thì cũng hơn Oden không nhiều lắm đâu, mà Oden phong độ đỉnh cao chém không suy nhơi thì Xanh cũng thế thôi. Rồi, trên đây là một số phản ứng của anh em. Riêng mình thì vẫn tin Xanh lụm Bato Lomio rất ngọt. Hãy để lại ý kiến và thường xuyên truy cập tab cộng đồng để bình chọn anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.